Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao Thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Dạng sáng ngày 24 tháng 5, nhà số 1 ngách 43 trên 98 trên 31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến 14 người tử vong, nhiều người bị thương. Các nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trên khu đất rộng 205 m2. Trên khu đất có nhà hai tầng, một tùm, gia chủ ở và nhà trọ cao 3 tầng. Mỗi tầng có 4 phòng, người thuê trọ ở. Khoảng sân giữa hai nhà rộng 55 m2 là nơi để xe và cũng là cửa hàng buôn bán sửa xe điện Kim Hùng của con trai chủ nhà. Trước khi xảy ra vụ cháy, từ cổng vào đến sân nhà thường có nhiều xe điện được sửa chữa, bày bán và xe của khách thuê trọ. Vào chiều tối, sân cổng nhà thường chật kín khoảng 20 đến 30 xe điện, xe máy của những người sống trong ngôi nhà. Theo hình ảnh được đăng tải trên fanpage xe điện KH, xe điện một số thời điểm chiếm trọn lối dẫn vào căn nhà trọ 3 tầng. Khoảng sân của ngôi nhà chứa nhiều vật liệu, phụ tùng của xe điện. Các phụ tùng được treo kín trên tường. Ngoài ra, các bình ắc quy chờ sạc và bình cũ được đặt la liệt ở khoảng sân trước nhà. Liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, phố Trung Kính, phường Trung Hòa. Theo Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội, đơn vị chức năng đã xác định được danh tính và nhận diện 11 trên 14 nạn nhân không qua khỏi. Các nạn nhân gồm anh VVG, sinh năm 1998, quê Hải Dương, chị NTTH, sinh năm 2001, quê Bắc Ninh, vợ anh VVG, anh TQK, sinh năm 1998, quê Hương Yên, NXK, sinh năm 2001, quê Hương Yên, chị NTM, sinh năm 1995, quê Thái Bình, bà NTT, sinh năm 1960, chủ nhà trọ, anh NKH sinh năm 1982, con trai bà T, anh NMXH sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh, chị PTTH sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh, chị VTL sinh năm 1999, quê huyện Thạch Thất Hà Nội và chị NTKO sinh năm 1996, quê huyện Thạch Thất Hà Nội đã được gia đình làm thủ tục đưa về nhà. Đối với ba nạn nhân tử vong đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận diện là anh MNT sinh năm 1987, quê Bắc Cạn anh LTT sinh năm 2000 quê Hương Yên, anh VNL sinh năm 2000 quê Lào Cai. Có mặt tại nhà tăng lễ, người thân của anh Hát sinh năm 1997, nạn nhân không qua khỏi trong vụ cháy cho biết. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông và người thân bàng hoàng nhận được thông tin về việc anh Hát gặp nạn. Lập tức, ông và những người thân khác của anh Hát bắt xe từ tỉnh Hà Tĩnh để ra Hà Nội. Theo người đàn ông, đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa thể tin được người cháu qua đời khi tuổi còn quá trẻ. Người đàn ông thông tin, bố cháu hát bị bệnh nên khi biết thông tin sức khỏe của ông ấy càng yếu mọi công việc liên quan đến thủ tục nhận dạng cháu hát đều do những người khác lo liệu cũng theo người này gia đình hiện đã nhận dạng được anh hát tuy nhiên do một gia đình khác cũng nhận đó là người thân của họ nên cơ quan công an buộc phải tiến hành xét nghiệm adn để biết được kết quả chính xác nhất chia sẻ thêm thông tin về anh hát người đàn ông cho biết anh hát mới tốt nghiệp đại học và thuê trọ tại căn nhà vừa xảy ra vụ cháy để làm việc sinh sống cùng khu trọ với anh Hát, còn có người bạn gái của anh, cô gái bằng tuổi và cũng mới tốt nghiệp đại học. Người đàn ông rưng rưng nước mắt kể, hai cháu yêu nhau đã lâu. Năm trước, gia đình đôi bên dự định tổ chức đám cưới cho chúng, nhưng không được tuổi nên phải lùi lại. Nếu như hai cháu không gặp nạn, thì chúng cũng sắp sửa làm lễ cưới rồi. Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi bị xâm hại đến sinh con, Công an huyện Thanh Trì Hà Nội mới đây cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN. Cán bộ Công an huyện Thanh Trì cho biết Kết quả ADN cho thấy giữa cháu bé mới sinh và người đàn ông mà dư luận tình nghi không cùng huyết thống. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra. Anh DNA, bố của bé gái xác nhận, đồng thời cho biết con gái đã tiết lộ thêm về việc quan hệ với một người đàn ông khác. Anh A nói, người này là bạn của tôi. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, công an cho biết họ đang tiếp tục điều tra và bảo gia đình chờ kết quả. Trước đó, ngày 17 tháng 4, công an huyện Thanh Trì Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái DTNL, 12 tuổi, ở xã Tam Hiệp, bị xâm hại dẫn đến mang thai. Nghi phạm liên quan đến vụ việc trên cũng bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Chiều cùng ngày, anh A đưa con gái vào bệnh viện phụ sản Hà Nội để hạ sinh. Tâm trạng dối bời, lo lắng cho con gái khi còn quá nhỏ phải bước vào hành trang mới là mẹ. Ngồi ngoài phòng sinh, gạt nước mắt, anh A kể, từ đầu tháng 1, anh thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường ở phần bụng. Người thân cũng thắc mắc nên anh đã nhờ người mua que thử thai để L kiểm tra. Anh A nói, nhận tin con có thai tôi như chết lặng. Hơn một giờ đồng hồ tôi ngồi nói chuyện với con về cái thai, cháu chỉ nhắc đúng một cái tên. Ngày con kể lại sự việc bị người đàn ông xâm hại mà tôi đau đớn. Sau khi biết tin, anh A à dẫn con gái đến một bệnh viện ở huyện Thanh Trì định bỏ bào thai. Song lúc này thai nhi được 24 tuần 2 ngày. Bác sĩ thông báo không thể bỏ. Do vậy anh quyết định được con lên bệnh viện phụ sản Hà Nội để thăm khám. Trong vài tháng qua, anh A à từng nghĩ sẽ cho đứa trẻ đi làm con nuôi. Nhưng lại sợ sau khi con gái lớn hỏi về đứa bé, anh không biết giải thích sao nên lại thôi. Người cha nói, nghĩ đến con, cháu ngoại, lòng tôi quặn thắt, sợ sau con cháu trách mình nên dù có đói khổ tôi cũng không dám cho đứa bé đi. Hàng ngày, người cha chỉ nghĩ bụng của con to lên là do con ăn nhiều, chứ không nghĩ con bị người khác xâm hại dẫn đến có thai. Nói đến đây, người cha tự trách bản thân khi không dành nhiều thời gian chăm sóc con. Anh A kể, tôi có hai cháu, L là con út trong gia đình, nhưng đến năm 2013, vì mâu thuẫn, mẹ các cháu bỏ nhà đi biệt tăm đến giờ. Cũng kể từ đó tôi một mình bươn trải để nuôi các con. Chịu cảnh gà chống nuôi con, anh làm lụng đủ mọi việc, tính toán chi tiêu trong khoản lương 8 triệu đồng một tháng để chăm lo cho hai con. Điều anh A lo ngại nhất là khi giữ lại cháu ngoại, anh sợ con gái không có kiến thức để chăm con vì cháu còn quá bé. Giọng người cha nghẹn lại, nước mắt chảy dài. Bằng tuổi con, các bạn đồng trang lứa cấp sách đến trường đi học, nô đùa, vui chơi. Còn con tôi... Sau sự việc, anh A đã đưa hai con đi thuê nhà mới, bởi anh không muốn căn nhà cũ là nơi ám ảnh của con gái. Đến 17 giờ 30 chiều 17 tháng 4, cháu L đã hạ sinh con trai thành công, mẹ tròn con vuông, bé nặng hơn 3 kg. Ngày 23 tháng 5, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai nghi phạm làm rõ vụ tạt axit khiến một người không qua khỏi và 7 người bị thương. Nghi phạm được xác định là Toàn, 38 tuổi, ở quận 7, bàn nhậu cùng bàn các nạn nhân. Trao đổi với báo chí, Ban Giám đốc Bệnh viện Trợ Rẫy cho biết, tối 22 tháng 5, bệnh viện đang điều trị cho 4 nạn nhân, đều là nam giới do bị bỏng axit. Bác sĩ chuyên khoa 1, Phó Khoa Phòng và Phẫu thuật Tạo hình Bệnh viện Trợ Rẫy cho biết, hiện tại khoa đang điều trị cho một bệnh nhân nam, sinh năm 1986, quê ở Cần Duộc, Long An. Bệnh nhân nhập viện khoảng 22 giờ 50 phút ngày 22 tháng 5 trong tình trạng tỉnh táo, bị phỏng vùng mặt, thân và tay. Bác sĩ thông tin, bệnh nhân được chuyển lên khoa phòng vào dạng sáng 23 tháng 5 trong tình trạng khá nặng. Hiện tại, bệnh nhân được chuẩn đoán suy hô hấp, phòng hai mắt độ 3, 4, phòng xa 15% độ 2, biến chứng suy thận cấp và tiền lượng khá dài dặt. Trong khi đó, một bác sĩ chuyên khoa 2 cho biết, khoa đang điều trị cho ba bệnh nhân sinh năm 1984, năm 1988 và sinh năm 1990, trong đó hai người ở thành phố Hồ Chí Minh và một người quê ở Đồng Tháp. Đánh giá đây là tình trạng nặng, cần báo động đỏ nên các bệnh nhân được hội chuẩn nhiều chuyên khoa. Bác sĩ cho biết, hai bệnh nhân được cấp cứu chuyển lên khoa mắt, còn một bệnh nhân nặng hơn được chuyển lên phòng mổ để rửa hóa chất. Chúng tôi tiếp tục rửa mắt cho bệnh nhân và thoa thuốc vào vùng da bị phỏng. Hai bệnh nhân nhẹ thì bỏng mắt độ 2 và thị lực đếm ngón tay trên 1 mét. Bệnh nhân nặng thì cần theo dõi thêm. Trước đó, chiều tối ngày 22 tháng 3, nhóm khoảng hơn chục người tổ chức ăn nhậu tại chốt một dãy phòng trọ trong hẻm 502 đường Huynh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7. Được biết, hầu hết những người này là công nhân của khu công nghiệp gần đó. Cuộc nhậu ồn ào khu lao động vì lời ra tiếng vào, cự cái của những người tham gia. Sau đó, nghi phạm toàn bực tức bỏ đi. Khoảng ít phút sau, bất ngờ Toàn cầm theo can axit chưa rõ loại và hung khí đi ra bàn nhậu rồi tạt thẳng vào bàn. Vụ tấn công làm nhiều người bị thương tích, bỏng nặng, người dân hô hoán và khi lực lượng công an đến hiện trường đã bắt giữ được Toàn. Có 8 người được đưa đi cấp cứu, trong đó có một người không qua khỏi, 7 người còn lại bị thương tích, bỏng ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Sau khi gây án, Toàn bị công an bắt giữ, hiện vụ việc đang được công an khẩn trương điều tra làm rõ. Theo Trưởng Văn phòng Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã có nhiều quy định mới về hành vi cố ý gây thương tích khi sử dụng axit hoặc hóa chất nguy hiểm. Theo đó, hành vi sử dụng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm làm tổn thương người khác thì dù thương tích nạn nhân chưa tới 11% nhưng người gây án cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu sử dụng axit nguy hiểm hoặc Hóa chất nguy hiểm mà chưa thực hiện hành vi phạm tội thì cũng sẽ bị xử lý hình sự theo khoản 6, điều 134 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Nếu tổng tỷ lệ thương tích của các nạn nhân từ 11% đến 30% thì bị can sẽ bị xử lý theo khoản 2, điều 134 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là từ 2 năm đến 6 năm tù. Trường hợp tổng tỷ lệ thương tích của các nạn nhân từ 31% đến 60% thì hình phạt sẽ là từ 5 năm đến 10 năm tù. Trường hợp thương tích của các nạn nhân từ 61% trở lên hoặc làm chết người thì hình phạt có thể lên tới 14 năm tù. Ngoài ra, người gây án có thể bị phạt tù lên đến 20 năm hoặc là tù trung thân, trường hợp có hai nạn nhân trở lên. Cũng theo luật sư, tổng tỷ lệ thương tích của nạn nhân sẽ quyết định đến việc áp dụng khung khoản điều luật về tội cố ý gây thương tích, còn tỷ lệ thương tích của mỗi nạn nhân khác nhau cho thấy mức độ thiệt hại về sức khỏe của mỗi nạn nhân khác nhau. Đây là căn cứ để tính thiệt hại, làm cơ sở để buộc người phạm tội phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Ngoài việc bị xử lý hình sự, thì người thực hiện hành vi tạt axit vào người khác sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với nạn nhân.